Tuy là một tiệm sách cũ, nhưng luôn có một thứ rất mới. Cửa hàng này chỉ có khoảng một tháng cuối năm để kinh doanh thời vụ, lịch năm mới. Cũng vì kinh doanh thời vụ nên phải hút khách càng nhiều càng tốt, lắp biển vẫy ở gốc cây, thậm chí luôn có chính sách đặc biệt cho khách hàng. Là thời vụ mà em, cho nên là nó chỉ chớp nhoáng trong lúc đó thôi, cho nên là mình phải tranh thủ mình bán, giảm giá cho khách, đừng để khách đi. Thật sự ra là mỗi năm mỗi mẫu mã, thành ra là nó cũng đa dạng nên mình cũng dễ bán. Bao giờ cũng vậy, cái lịch lớn này là bán được. Thời gian kinh doanh ngắn nên qua mùa cao điểm là khó bán. Vì vậy mỗi cửa hàng và nhà in đều phải tính toán đau đầu lượng lịch in năm nay. Dự báo nhu cầu biếu tặng lịch của năm nay giảm mạnh. Cửa hàng này in lịch chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái. Giảm đúng rồi, giảm nhiều lắm. Thành ra tính ra nhà cô ở đây cũng bán cũng hết hàng đó. Cái người mà người ta mua để người ta tặng thì nó ít nhiều lắm. Còn bây giờ những người mà họ mua để tặng bây giờ ít, thì đó cái người ta không có, người ta phải đi mua. Ngày cuối cùng trên blog lịch cũ rơi xuống, cũng chính là lúc chúng ta có khởi đầu mới. Nói tóm lại là mình hạnh phúc là cứ mỗi năm mình được đi mua cường lịch là mình thấy hạnh phúc. Hạnh phúc thứ nhất là mình đạt được đón Tết, hạnh phúc thứ hai là mình biết mình có sức khỏe. Năm mới thì tiền vô như nước, tiền ra như cà phê nhỏ giọt. Và mọi người nhớ ghé mua ủng hộ cho cửa hàng sách và cửa hàng lịch nhỏ bé đây nha. Cũng chúc là tất cả dạng sự như ý, là coi như tất cả được hòa bình sống vui sống khỏe.